Sáng ngày 27 tháng 6, Tòa án quân sự thủ đô đã đưa vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển ra xét xử sơ thẩm. Bị cáo trong vụ án là các cựu cán bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Theo hồ sơ, tháng 2 năm 2019, Bộ Quốc phòng giao cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam dự toán ngân sách nhà nước chi cho quản lý hành chính năm 2019, tổng số tiền 450 tỷ đồng. Sang tháng 3 năm 2019, tại phiên họp của Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển mở rộng, đã quyết định phân bổ cho Cục Kỹ thuật hơn 150 tỷ đồng để tổ chức mua sắm tập trung vật tư thiết bị cung cấp cho các đơn vị. Ông Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển, đã gặp và yêu cầu Nguyễn Văn Hưng, Cục trưởng Cục Kỹ thuật, khi thực hiện mua sắm vật tư thiết bị từ nguồn kinh phí trên, phải rút ra 50 tỷ đồng để chuyển lại cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam sử dụng. Trước đề nghị trên, ông Nguyễn Văn Hưng báo cáo khó thực hiện và phải thống nhất trong Thủ trưởng Bộ Tư lệnh thì đơn vị mới thực hiện. Do Bộ Quốc phòng có điều chỉnh về việc giảm nguồn ngân sách chi cho quản lý hành chính phân bổ cho Bộ Tư lệnh năm 2019, còn 444 tỷ đồng, giảm 6 tỷ đồng so với trước. Và để tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Hưng dễ thực hiện việc rút 50 tỷ đồng, nên trước phiên họp Thường vụ Đảng ủy ngày 26 tháng 4 năm 2019, ông Nguyễn Văn Sơn đã chỉ đạo Bùi Văn Hòa, phụ trách phòng tài chính, cắt toàn bộ nguồn kinh phí bảo quản sửa chữa trang bị của 4 vùng cảnh sát biển, để phân bổ thêm 29 tỷ đồng cho Cục Kỹ thuật. Ngày 4 tháng 5 năm 2019, Nguyễn Văn Sơn ký quyết định giao dự toán ngân sách cho Cục Kỹ thuật là 179,1 tỷ đồng và tiếp tục yêu cầu Hưng rút lại 50 tỷ đồng để chuyển về Bộ Tư lệnh. Chấp hành chỉ đạo, ông Hưng đã yêu cầu 6 trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Kỹ thuật thực hiện chi tiêu nguồn ngân sách quản lý hành chính phải rút lại 50 tỷ đồng để Hưng chuyển lại cho Bộ Tư lệnh sử dụng vào việc chung. Tuy rằng các trưởng phòng đều báo cáo với Hưng là khó thực hiện, nhưng Hưng tiếp tục yêu cầu phải rút và xác định đây là nhiệm vụ thủ trưởng giao và phải hoàn thành. Sau đó, các trưởng phòng phân chia nguồn ngân sách thành 29 gói thầu cho 21 doanh nghiệp. Từ đầu tháng 12 năm 2019 đến đầu tháng 1 năm 2020, các nhà thầu đã chuyển lại trực tiếp bằng tiền mặt cho các trưởng phòng. Số tiền của các doanh nghiệp chuyển lại đã được các trưởng phòng nộp cho Nguyễn Văn Hưng và Hưng đã chuyển toàn bộ 50 tỷ đồng cho Nguyễn Văn Sơn. Sau khi nhận được 50 tỷ đồng, Nguyễn Văn Sơn đã chia cho 5 thủ trưởng Bộ Tư lệnh. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, rạng sáng ngày 27 tháng 6 tại nhà chị B, sinh năm 1987, trú phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, phát hiện hai thi thể bị chết cháy tại tầng 1, nghi bị sét đánh dẫn đến tử vong. Nạn nhân là chị B và bạn trai là anh D, sinh năm 1975, trú tại thôn Thượng, xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Trên tầng 2 lúc đó còn có 3 cháu bé, trong đó hai cháu sinh năm 2010 và 2018 là con chị B và cháu sinh năm 2016 con anh D. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng thành phố Hạ Long đã có mặt tiến hành điều tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho hai nạn nhân. Tối ngày 26 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng với Maxim Zhukov, sinh năm 1982. Mang quốc tịch Nga, ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trước đó, ngày 3 tháng 3, Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra hành chính với công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Lộc Thọ, công ty Bảo Tín Kim Long, kinh doanh hoạt động dịch vụ cầm đồ, công ty GoFigo, công ty Infobot, công ty Solution Lab, công ty Infinity, kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý, trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật, kiểm toán, dịch vụ pháp lý. Công an xác định 6 công ty này có chung bộ máy tổ chức nhân sự, các nhân viên làm việc chung với nhau và cùng thực hiện các hoạt động cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định, núp bóng hoạt động cho vay cầm đồ trên nền tảng trực tuyến. Quá trình điều tra, công an đã khởi tố 22 bị can là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Lộc Thọ, công ty Bảo Tín Kim Long, công ty GoFigo, công ty Infobot, công ty Infinity và một số trưởng phòng, trưởng nhóm và nhân viên trực tiếp quản lý, vận hành hoạt động cho vay tại các trang web semo.vn, thầntaioi.vn, caydenthan.vn về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. 6 công ty trên là các pháp nhân độc lập trên pháp luật, nhưng tất cả đều được sự quản lý điều hành chung
của Maxim Zhukov để hoạt động cho vay tiền qua các trang web trên. Ngày 26 tháng 6, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp với Phòng An ninh thông tin mạng, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, Đội quản lý thị trường số 11, Cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội, triệt phá hai đường dây mua bán thiết bị gian lận thi cử với quy mô lớn trên phạm vi cả nước ngay trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thu giữ nhiều tang vật. Theo đó, sáng ngày 26 tháng 6, Công an triệu tập mời làm việc với B, sinh năm 2000, trú tại phường 10, thành phố Đà Lạt, và L, sinh năm 2000, trú tại phường 9, thành phố Đà Lạt, có hoạt động đặt mua, thuê thiết bị gian lận thi cử qua mạng xã hội. Hai trường hợp trên cho biết thuê thiết bị gian lận thi cử từ fanpage có tên cho thuê tai nghe siêu nhỏ do nhóm đối tượng NDG ở Hà Nội quản trị. Đến chiều cùng ngày, công an kiểm tra hành chính phát hiện đối tượng NDG sinh năm 1990, tạm trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, đang mua bán thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận thi cử. Ngày 26 tháng 6, Công an huyện Bầu Bàng, Bình Dương cho biết đã bắt giữ đối tượng Trần Thị Ngọc Dung, sinh năm 1973, ngụ phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 23 tháng 6, khi biết bà G, sinh năm 1940, ngụ xã Trừ Văn Thố, huyện Bầu Bàng, đã lớn tuổi, sống một mình, đối tượng Dung trùm kín mặt đến nhà, tự xưng là bạn của con bà và khoe mình mới trúng vé số được nhiều tiền nên cho bà 10 triệu đồng và nói bà G dẫn vào trong nhà chỉ chỗ bà cất tiền để Dung bỏ tiền vào lấy mai. Tin lời đối tượng, bà G dẫn Dung vào phòng ngủ, chỉ vào chỗ cất tiền. Lúc này, Dung lấy đi số tiền và vàng có tổng trị giá khoảng 250 triệu đồng của bà G. Ngày 24 tháng 6, Công an huyện Bầu Bàng đã phối hợp Công an thành phố Thủ Dầu Một bắt giữ Trần Thị Ngọc Dung. Qua làm việc, Dung thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Với thủ đoạn tương tự, Dung đã gây ra hơn 10 vụ án trên địa bàn huyện Bầu Bàng, Dầu Tiến, thị xã Bến Cát, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 400 triệu đồng. Đối tượng này từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 26 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An phối hợp với lực lượng chức năng phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ án mạng, cha vợ dùng búa đập đầu con rể tử vong. Trước đó, trưa cùng ngày, chị H, 50 tuổi và chồng là Nguyễn Văn Đầy, 54 tuổi, ngụ ấp 5, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Đầy đánh chị H. Thấy vậy, ông Nguyễn Văn Khỉ, 84 tuổi, là cha ruột chị H, chạy vào can ngăn nhưng không được. Sau đó, ông Khỉ lấy cây búa gần đó đập nhiều cái trúng vào đầu, cổ ông Đầy, khiến ông này tử vong tại chỗ. Sau đó, ông Khỉ đến cơ quan công an tự thú.